Xin chào quý vị và các bạn. Ở tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh có rất nhiều những mẫu loa vừa dùng để nghe nhạc và vừa dùng hát karaoke. Và hôm nay ngày 21 tháng 10, Hùng Huyền Đông Anh lại tiếp tục về thêm một cặp loa rất khủng của Yamaha, có model là NS9595. Vâng, vậy tổng số hiện nay Hùng Huyền Đông Anh đã có 3 cặp loa Yamaha NS9595. Và bên cạnh đó còn về thêm một cặp loa Infinity có model là Monitor 150. Vâng, 150 thì quý vị và các bạn đã biết là cặp loa rất khủng này của hãng Infinity, nghe nhạc cho tiếng bass rất uy lực, rất mạnh mẽ. Và cặp loa này cũng có thể dùng hát karaoke gia đình rất hay, bởi nó được thiết kế một bass 40, hai loa chung, một loa chép và có tinh chỉnh. Bên cạnh đây cũng về trong ngày 21 tháng 10 là cặp loa VS120 của hãng Sequin Vega. Cặp loa này có vỏ thùng màu nâu sẫm. Ngoài những cặp loa mới về tại hôm nay thì Hùng Huyền Đông Anh còn rất nhiều những mẫu loa khác, những cặp loa khác cùng là Yamaha, cùng Infinity và Sequin Vega. Nhưng có nhiều model và tên tuổi kích thước khác nhau. Nếu quý vị quan tâm đến những dòng sản phẩm mà vừa dùng nghe nhạc vừa hát karaoke hay, hàng đẹp và chất lượng thì xin mời đến tham khảo những mẫu loa đang có tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Và mức giá của những cặp loa này thì Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu để quý vị và các bạn tiện tham khảo. Cặp loa Infinity Monitor 150, vỏ thùng màu vân gỗ đẹp, đang được bán tại đây với giá là 23 triệu. Bên cạnh là cặp loa Sequin Vega VS120, vỏ thùng nâu, một bát 30, một loa chung, một loa chép, đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 18 triệu. Và cặp loa khủng Yamaha NS9595 thì Hùng Huyền Đông Anh đã giới thiệu ở video trước. Và cặp loa này đang được bán tại đây với giá là 24 triệu 500 nghìn đồng. Tôi xin nhắc lại, nếu quý vị và các bạn quan tâm đến những sản phẩm đang có tại Hùng Huyền Đông Anh thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477.